phải đẩy đi lại luôn. Trời ơi khổ quá luôn. Tôi bắt xấu giấy chứng minh tôi. Anh ơi. Quá ơi, giờ em không biết nói sao nữa, giờ nó vậy ơi. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện nay là 12 giờ khuya cô bác quý anh chị. Và buổi hồ đi lên Sài Gòn để cùng với lại bé Phương, bé Mở, Chi Tôn ở trong bệnh viện cô bác quý anh chị để mà lên bệnh viện Chợ Gãy khám như thế nào. Anh em gửi ba lô vô đây anh. Dạ. Xe bên Chi Tôn qua đây mấy tiếng ha? Dạ em đi từ lúc 10 giờ. 10 giờ hay anh ha? À, em ngồi đâu? Em ngồi trước đi anh. Dạ. Đây đây nó mà ngồi trước cơ. Ý dạ. Ô chào cô nha. Dạ. Rồi anh chạy đi. Dạ. Bắt đèn lên giùm em. Ờ Phương nằm được không cô? Dạ. Phương nằm được không? Nằm đó. Có nghĩa là có khó chịu gì không á? Dạ, như là khó chịu gì, khó chịu gì em cũng không biết nữa, tại vì nó nói không có được. Ờ cô là sao với Phương? Mẹ nó mượn đi nơi kia đó. À. Vậy là cô mượn đi hả? Chồng cô đâu? Ở nhà. Ở nhà hả? Không ai ở nhà hết. Ủa ba người còn có bên kia? Còn kia đi theo luôn. À một ba người đi theo luôn hết ha. Sớm giờ Phương ngủ hay là thức? Mới ngủ. Mới ngủ hai cô ha. Bé Phương này là quê ở Chi Tôn với cô bác anh chị. Và Phương thì phải 18 tuổi là đi làm là bị vậy hay sao cô? Cô nói lại cho cô bác anh chị xem. Cái này nó lúc rồi nó đi là 17 tuổi. 17 tuổi. Dạ, lúc rồi nó đi ở cháu á, ở cháu nó chưa có đông tuổi rồi em không cho nó đi, rồi nó nặng nề hoài, rồi nó ngã khổ quá, rồi nó cho con xin đi đi. Rồi tôi nói thôi đi con ơi, mẹ không cho con đi đi, rồi cùng rồi nó nặng nề hoài, thấy gì nhỏ cháu cũng nó nói thôi cho nó đi đi. Ừ. Nào có gì á thì nó nuôi, rồi nó về tới Tết nó về, về rồi rồi qua Tết nó đi nữa, rồi đi nữa, rồi có tới Thanh Minh, rồi nó đi nữa, nó đi ba lần, rồi nó đi không có được lâu mà đi tháng hai tháng gì rồi nó về, vậy đó ở với nhỏ cháu, rồi nhỏ cháu rồi nó chưa có đông tuổi nó làm ăn nhỏ cháu. Lúc đầu triệu chứng của Phương là sao cô? Dạ nó nói không có cái gì trong mình hết trơn, nó gọi cái chừng nó đi hết nổi đó. Nói con ơi, rồi nó nói hai em chở nó đi bệnh viện rồi, bệnh viện rồi á, rồi em cũng có mập mờ nó nói chuyện không có được. Rồi bác sĩ cũng nặng nỉ nó nói thương con nói đi, rồi á nói đi bác sĩ thương, rồi á gắng ăn uống đi, rồi nó bỏ cơm bỏ nước, rồi nó bỏ cơm bỏ nước hết mọi ngày, rồi nó không có uống. Thôi giờ cũng khuya rồi, thôi cô ngủ đi nha. Cho Phương ngủ luôn.
Hôm nay thì hay tin được đi khám bệnh thì có vui không? Thôi coi cô bác anh chị thì để cho Phương phải nghỉ ngơi. Và bây giờ thì đây lên đó thì cũng khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì mới đến. Thì khoảng 3-4 giờ sáng tranh thủ thời gian để đến bệnh viện Chợ Gậy để mà có thể khám cho bé. Và hôm nay thì được anh tài xế này, anh mình là người Khmer luôn anh. Dạ đúng rồi, người Khmer. Tại vì anh để cho mình giao tiếp dễ với cô ha. Dạ. Chứ anh mà không có anh thì giao tiếp cũng khó. Đúng không? Anh thì tiếng Kinh gần hơn hả? Dạ cũng được được anh. Anh tên gì? Dạ em tên Châu Ro. Châu Ro. À. Thì hôm nay để đi được có chi phí đi Sài Gòn tại bệnh viện Chợ Gậy thì nhờ ủng hộ của chú Hải ở Úc ủng hộ 10 triệu đồng và anh Tuấn ở Mỹ ủng hộ 500 USD để khi em xem lên đó coi khám chữa bệnh ban đầu coi như thế nào của bác anh chị. Buồn ngủ quá hả? À, bây giờ tới rồi, mình có một người mình vô bắt số đi nha cô nha. Để cho con Phương nghỉ đi. Cô bác của chị hiện nay thì giờ này á thì 3 giờ. Bây giờ phải có mặt rất sớm ở đây nè. Cô hay ai bắt số? Chị quen không? Quen bắt số không? Quen hả? À, chị một chị ở đây bắt số đi rồi bây giờ xe mình đậu ở đây được không ta? Mà, anh tài xế. Mà bé nó có bảo hiểm có gì không ta? Thôi hỏi chị á. Mình bảo hiểm anh ấy lấy biết nó có xài không nó? Có chắc hả? Biết nó có trường hợp này nó có xài không? Có xài. Cái này là nhà rẫy ha. Không có xài bảo hiểm ha. Rồi bây giờ chị bắt số ha. Khi nào có số thì người ta chưa đến thứ tự mình khám cái mình trả Phương vô. Chứ mình đâu có cần vô đó làm gì. Cô bác anh chị bây giờ thì 3 giờ 3 rưỡi. Nhà chị này bắt số có gì alo nha chị nha. Mà trường hợp này thì mình nhập viện thì chắc đưa vậy giờ ảnh lên xe rồi mình đẩy vô hỏi người ta thêm đi. Cái này nhập viện rồi nó tính tiền viện phí sao ta? Cái đó có gì mình vô mình hỏi cho nó thêm. Ừ, mình hỏi, mình nói. Bây giờ mình đưa bé vô, có gì thí dụ mình không có hiểu mấy chỗ nào mình hỏi gì đi. Dạ. Cô này không gành. Cô bác của anh chị. Không gành hồi nãy hỏi có bảo hiểm không? Hỏi cùng mình đem gì? Hồi nãy đưa bất số mà cô này không đưa bảo hiểm trời. Đưa chị có hỏi đó, lúc nãy chị có hỏi đó. Tôi hỏi. Bắt khổ quá mà giờ đâu có xài giờ đưa có một bọc với chân mình đi giờ có mong con nhỏ này đâu đưa coi con nhỏ này mà đi cấp cứu mới được á đó của em cái này của nó này này cô rồi cái này bảo hiểm nó coi này nè. Lấy của tôi đi bắt số cho mà ta đâu có xài bảo hiểm luôn 7.000 đồng ấy mua nén kim phượng. Trời ơi. Phải có là được hồi nãy giờ. Nó đứng trước tôi số 10. Khi tôi nói thôi bây giờ lấy giấy chứng minh tôi đi, bắt thử người ta đâu cho. Là mình chỉ là hàng xóm với cô Phượng, à, cô Sương. Đi giống đó mà đi giống. Ờ. Thôi cố gắng đi. Tôi.
Thì tại thấy mẹ nó cũng yếu nè, rồi đi mình ơ rồi thấy vậy thôi thì đi theo đó. Không có đâu cho đi. Thằng nói chung là ở nhà đâu ai muốn cho đi, bà cũng bệnh yếu yếu hoài thì chị thấy vậy thôi, hai mẹ con đi thì mình gành cái chuyện này. Không mà một chút nữa đi được là tôi đi vậy đó. Cô Sương, cô để nó đi, cô để nó đi, không sao. Hồi nãy cái tính điện về nhà chồng nó rồi, điện kiếm nó. Tại mà giờ 7-8 cuộc rồi gọi không có. Đi chung mà có số người nào. Theo đó. Theo đó. Để lên xe mà mụ này vậy đâu trời. Còn ngủ thì thức à. Đưa vô thẳng vô cấp cứu đi. Đưa vô rồi hỏi trường hợp thì coi làm sao nữa. Cô ginh mới được. Cấp cứu chỗ nào? Chỗ trước mình bắt số đó. Đang coi. Ừ, thấy chạy xe lại đó luôn đi, người lái xe nằm ẩm lên. Chịu đấy con, chịu đi. Nếu nào muốn cứu. Tay rung hết à. Bây giờ cô lấy số điện thoại của này đi. Có. Cô đưa. Có gì đi vô rồi. Vô anh tan tới tải này ha. Không phải bắn mà vô anh tan tới đấy. Nhưng mà bây giờ như thế này em dặn thế này nè chị. Mình chỉ hỏi giùm em ha, là cái trường hợp của Phượng nè là mình chẩn đoán coi bệnh gì thôi ha. Em không có đi theo hả? Em đi theo luôn, lát em đi theo luôn. Đi luôn. Trời ơi khổ quá luôn. Tôi bắt cái số giấy chứng minh tôi là 11. Dạ. Thấy nó bắt số được không? Dạ cho cô bác Minh chị thì hiện nay là 6:30 sáng và vẫn đang đợi bác sĩ để mà khám bệnh. Lý do là sáng là tối là đi là 3 giờ sáng là đã đến rồi, nhưng mà vì trục trặc là cái cô Sương mẹ của Phượng thì không có gạch giấy tờ, thành nữ là 5:30 hơn mới bắt số, và hiện nay đợi 7 giờ bác sĩ mới khám và số cũng khá là cao, nên bây giờ thì cô ăn đến đây để mà ăn trước để mà mua cho mẹ của Phượng luôn. Thì đây cô, đây là cô, đây là cô hàng xóm của cô Phượng hả? Cô Sương. Còn sớm của cô Phương. Sương, dạ. Nhưng mà cô thì cô Sương á thì không có gành tiếng Kinh. Cô thì gành nên là nữ hàng xóm thì hỗ trợ thêm. Thì cô có thể cho con biết là cô là hàng xóm gần nhà hả? Hàng xóm. Dạ. Rồi cái việc mà Sương là bị bệnh như thế nào cô có thể chia sẻ cho con và cái hoàn cảnh của cũng như... Có lại thăm mà mấy tháng nay không có lại thăm. Dạ, lúc trước thì Sương sao cô hả? Phượng á, cô Phượng á. Lúc trước thì Phượng á. Bệnh thì nó nghe mẹ nó nói nó đi làm mà về nó bệnh chứ đó, tôi không qua tới thường. Tại cũng mắc đi làm với nhau đó. Mình mắc đi làm hoài không có đi thường xuyên được. 1-2 tháng có đi thăm nó được. Vậy đó, thấy nó bệnh hỏi má nó nói tự nhiên thì nó bệnh thì nằm không đi được, không nói được. Dạ. Có khi tôi đi tôi cũng cho 10.000 rồi đó. Dạ. Vậy khổ lắm hả chị?
thì mình thấy vậy, con nít nó ăn đòi ăn thì mình cho nó 10 ngàn, không có nhiều, cho một lần hai lần có 10 ngàn à. Mình cô là cô là bạn của bạn thân của cô Phượng luôn hả? Bạn của mẹ mà nó hồi nhỏ lắm, từ có chồng thì anh ai lấy đi, mà cũng ở gần đó. Cô Phượng có mấy người con? Con nhỏ lên là con ba đứa vậy à, mới thằng Lý với nó với nhỏ con gái út nhỏ xíu, ba đứa là ba người chồng luôn hả cô nói hả? Hai hay ba gì đó, hai hai ba gì đó, hỏi nó cái ba hai gì đó, ba đứa con ba đó. Nói chung là giờ đang sống làm sao ông cũng lo cho ông cũng lo hả? Ông cũng được đấy, được nhưng mà hoàn cảnh nghèo khổ giống nhau, lo bữa cơm thôi được ba phút may ăn thì khổ. Thấy là đi vô bệnh viện là cô Phượng là không biết gì hết à, không có gặp gì, không có cô đi là con cũng không có biết, bó tay luôn, tại vì không có từng đi, cô không gành tiếng Kinh, không, nó gành tiếng Việt thì nó gành, mà nó không có từng đi á. Thôi quá khổ luôn, thôi bây giờ cô ăn đi, không có sao đâu, nói hết nè. Dạ. Thấy nó cũng khổ, cái đất nó cũng có đất đâu, đất nhà nước là bệnh viện đó, ở có ông già cũng già, nhà nước cũng cấp cho cái nhà cho đất ở trên kia rồi. Lúc trước là Sương là đi làm ở Bình Dương hả cô hả? Không, nó không có đi, còn con nó không biết ở đâu á. Ở bé Phượng mà không biết làm ở đâu, một lần thì làm ở nhà bằng băng ấp hồi xưa á, băng quán ở sát bên á, rồi nó đi theo bạn bè nó đi cái gì nó bệnh luôn đó. Cũng làm giúp gia đình ha, bé Phượng cũng làm giúp gia đình. Giúp gia đình nó cũng ngay đi cho cũng như là 10 phần mới cho 3 phần, 4 phần. Ồ vậy ha. Chứ không phải mà nó đi không cho. Là bé Phượng là con của người chồng trước. Chồng giữa. Chồng giữa. Vậy là ba đời chồng. Ba đời chồng, hai đời chồng. Bé Phượng là con lớn rồi sao mà chồng giữa được? Con nhỏ có gặp nhỏ gái lớn nữa có con đó. Nói chung là con cảm ơn cô nhiều. Hôm nay thì nhờ có cô đây hỗ trợ nè, với lại con của cô thì gành nên là nữ việc hỗ trợ. Bây giờ nó đâu biết được ai, nó qua tôi hai lần rồi. Nữ bây giờ cái việc đầu tiên là phải đợi bác sĩ chẩn đoán, khám bệnh, đo não này như thế nào xem, thì sau đó bước tiếp theo mình sẽ tính tiếp. Mong sẽ có một cái thông tin tốt. Mong cô bác quý anh chị đợi tiếp theo nha. Cô ăn đi không? Dạ. Dạ kính thưa cô bác quý anh chị, hiện nay là gần 3 giờ chiều và Bùi Hồ cùng với lại cô Sương và con của mình là Phượng ở đằng sau này cô bác quý anh chị. Thì sáng sau khi mà xét nghiệm làm các thủ tục để mà xét về não của em á, thì hiện nay đã có kết quả và đây là cái sách kết quả chẩn đoán về phim của em nè. Não của em đó. Thì sau khi nhận kết quả thì đây là cái kết quả của em là cô bác của anh chị, là bác sĩ chẩn đoán là em bị teo não, teo bán cầu đại não hai bên lan tỏa, giãn não thất trên liệu, đường giữa không di lệch và vô hóa cùng bộ não đỉnh. Thì bác sĩ còn nói thêm gì nữa không, nói cho cô bác của anh chị biết cô? Mình vậy tiệt đấy trai. Vậy thà hết không có chỉ được. Dạ. Cô nói bác sĩ nói là hết chỉ được. Dạ. Cho ăn uống sữa. Đi trị là hết tiền vẫn không hết bệnh đúng không? Không có hết đâu, bác sĩ nói khỏi đi chỉ. Nói gành ghẻ luôn. Bác sĩ lớn. Chị đó, như là bầu chị nói lớn lên gì đi chị. Như là chỉ như là không có đi điều trị mà không hết bệnh. Dạ. Chỉ là như là cho bé nằm ở nhà tịnh dưỡng, ăn uống bầu dưỡng, uống sữa rồi vô thêm vậy thôi. Cho mua thuốc là vẫn không, không hết. Không có cho không hết. Đó. Đó, thì hôm nay đến đây á, thì trên cái chiếc xe này á, thì được hai mạnh thường quân, một là chú Hải là Việt Kiều Úc ủng hộ cho mình 10 triệu, hai là anh Tuấn ở Mỹ ủng hộ cho mình 500 đô. Nhưng mà bây giờ về đẩy cái công việc đầu tiên là cho em Phượng đi khám bệnh đó, thì bây giờ cái công việc này đó thì hiện nay thì tiền xe thuê là 2,5 triệu, với lại tiền của cô sáng đưa xong thì 5 triệu, còn lại 2 triệu nữa cô bác của anh chị. Đó. Là tổng cộng là 5,5 triệu.
À, thì cô hiện nay sao, cái tâm trạng của cô như thế nào rồi? Em nói không được nữa anh ơi. Quá rồi, giờ em không biết nói sao nữa, giờ nó vậy rồi. Không còn. Thôi thôi cố gắng đi cô. Bây giờ chắc có lẽ là sẽ về. Và cái số tiền này còn lại thì chắc tuần sau hoặc tuần sau nữa thì con sẽ lên cô để chờ sự hỏi ý của chú Hải cũng như là hỏi ý của anh Tuấn ở Mỹ đó. Cái số tiền này trao cho cô hay sao đi. Cái tuần sau hai tuần nữa thì con sẽ tranh thủ con lên cô nha. Dạ. Bây giờ chắc có lẽ là lên xe mình về ha anh. Dạ. Chung con. Dạ. Thì bây giờ cái số tiền của anh là 2,5 triệu đúng không? Dạ. Sẽ anh là tài xế nè. Dạ. 2 triệu nè. Dạ. Thì lát nữa em sẽ thống kê lại số tiền đang ở đây đang vẫn anh đang ở trong bệnh viện nên thành thử là mình có ngồi lâu không có được. Dạ. Ha. Dạ. Anh cũng đợi rất là lâu. Anh là người em thay mặt cho các chú ở cho anh 100.000 luôn. Dạ được rồi, cảm ơn anh. Nè, gửi cho thay mặt cho các chú bo cho anh 100.000 cũng đợi hồi sáng giờ. Dạ cảm ơn anh. Thật hay. Dạ, còn thưa cô bác với anh chị, đây là chị Thấy. Chị Thúy, chị Thi với lại cô hai mẹ con ruột là hàng xóm của cô bác của anh chị. Thấy cô Sương ở đây đáng thương nên thành nữ đi theo cũng hồi sáng giờ cũng ăn ngủ trên bệnh viện, trong bệnh viện nằm ở dưới nền gạch luôn, tức hồi từ 10 giờ đến nguyên đêm không ngủ. Chị Thi là một điều dưỡng, anh thấy công việc của chị chạy sắt mang giấy tờ rồi chị đi làm đủ thứ. Nói chung là em thay mặt cho chị cô Sương cảm ơn chị luôn nha chị, cảm ơn bác luôn nha. Hôm nay thì đến đây thì không biết nói gì hơn thì cô cũng phải cố gắng nha. Dạ thì chắc có lẽ là 2 tuần nữa con sẽ lên thăm em. Dạ. Em bây giờ thì vẫn nằm ở đây nè quán của anh chị đó, thì thôi bây giờ chắc mình dạy anh thôi.